Xin chào toàn thể anh em đến với Ước Thời Chiến, kênh chuyên kể về lịch sử Việt Nam. Anh em xem là thích, click là nghiền. Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Biển Đông giờ đây càng ngày càng trở nên nóng hơn vì lợi ích của rất nhiều quốc gia khu vực ASEAN đang bị ảnh hưởng rất lớn, trong đó có Việt Nam. Tất cả là do sự tham lam của chính phủ Trung Quốc. Thế nhưng từ đó mà các nước ASEAN đang xích lại gần nhau hơn, với những nỗ lực hơn mang tầm vĩ mô hơn để cùng đối phó với sự trỗi dậy mang tên Con Rồng Trung Hoa. Nhưng bất ngờ thay, ASEAN tưởng chừng như cùng chung một ngọn cờ chiến đấu chống lại kẻ thù chung thì vấp phải sự chống đối của một thành viên trong khối. Năm xưa Khmer Đỏ như nào, nay Campuchia lại tái hiện như vậy. Khi mà Thủ tướng Hun Sen lại ngả về phía Trung Quốc, lên tiếng bác bỏ mọi phán quyết của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Một mình Cam không chống lại được 9 nước ASEAN ủng hộ đường lưỡi bò Trung Quốc. Vậy tại sao Campuchia lại dám làm như vậy? Động lực nào khiến ông Hun Sen dám một mình chấp hết tất cả? Mời toàn thể anh em theo dõi hết video hôm nay của Ước Thời Chiến để tìm hiểu thêm nhé. ASEAN đã có hội nghị đầu tiên diễn ra tại Lào ngay sau khi tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55, tất cả các vị lãnh đạo ASEAN đã thông cáo phán quyết của tòa án trọng tài thường trực có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Rõ ràng rằng Bắc Kinh không có chủ quyền lịch sử đối với Biển Đông. Phán quyết của tòa án là một đòn giáng mạnh vào uy tín của một siêu cường như Trung Quốc trên trường quốc tế. Tại hội nghị, Philippines và Việt Nam mong muốn các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ cùng đề cập tới phán quyết của tòa trọng tài trong tuyên bố chung sau hội nghị. Dường như tất cả đã xuôi trèo mắt mái khi hàng loạt các vị ngoại trưởng và lãnh đạo ASEAN đã thống nhất về các quy tắc ứng xử xoay quanh vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thế nhưng tình thế đã thay đổi chóng mặt. Ván cờ xoay chuyển khi phút chót, Campuchia, đối tác thân cận nhất của Trung Quốc tại ASEAN, đã phản đối về việc đề cập tới phán quyết này trong tuyên bố chung. Động thái khiến các nhà ngoại giao trong khối rơi vào tình huống bất ngờ và khó xử. Lần đầu tiên ASEAN không thể ra được tuyên bố chung sau một hội nghị là năm 2012. Lần đó cũng là chính Campuchia phản đối về vấn đề câu chữ liên quan tới Biển Đông. Các bộ trưởng ASEAN từ lâu đã nhất trí giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp hiện hành. Thế nhưng Trung Quốc thì không. Họ vẫn sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự của mình liên tục gây hấn trên Biển Đông. Bắc Kinh còn có một quân cờ chiến lược khác trong nội bộ ASEAN, đó chính là Campuchia. Việc không tìm được tiếng nói chung đối với vấn đề Biển Đông một phần là nhờ sự ngả theo Trung Quốc của Campuchia. Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định không ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài thường trực và phản đối mọi tuyên bố của ASEAN. Đảng Nhân dân Campuchia CPP dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen một lần nữa kêu gọi các nước không thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN chấm dứt can thiệp vào vấn đề tranh chấp Biển Đông, đồng thời ngừng sử dụng nó như một con bài để mặc cả trong các hội nghị khu vực và quốc tế. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm thành lập đảng CPP, ông Hun Sen tuyên bố Campuchia sẽ không ủng hộ quyết định của PCA và phản đối mọi tuyên bố của các quốc gia ASEAN hoặc là các nước khác trong việc ủng hộ phán quyết của PCA liên quan tới Biển Đông. Ông Hun Sen cho rằng các nhà ngoại giao phương Tây đã nhiều lần gây sức ép với Campuchia và các quốc gia ASEAN để ủng hộ quyết định của tòa dù PCA chưa đưa ra phán quyết. Campuchia hết lần này đến lần khác trở thành nạn nhân trong vấn đề Biển Đông. Tôi hy vọng rằng các nước không liên quan sẽ không rơi vào hoàn cảnh giống như Campuchia. Ông Hun Sen tuyên bố trực tiếp với hàng chục nghìn đảng viên như vậy. Điều này cũng dễ hiểu khi mà Trung Quốc, nước đang dành cho Campuchia những khoản viện trợ khổng lồ mà mới đây nhất là khoản vay trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho việc xây dựng nhà máy sản xuất xi măng lớn nhất cả nước. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc cam kết cho chiến dịch bầu cử quốc gia của Campuchia là 20 triệu đô la Mỹ để dựng phòng bỏ phiếu, máy vi tính và các thiết bị khác. Trong chuyến thăm Campuchia hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc công bố một gói viện trợ quân sự trị giá 100 triệu đô la và tuyên bố rằng Campuchia là một người bạn trung thành. Bắc Kinh cũng làm việc cật lực để vun đắp lòng trung thành đó ở quốc gia láng giềng phương Nam của mình. Hiện nay Trung Quốc là nước viện trợ lớn nhất của Campuchia. Ngoài các dự án đầu tư nhiều triệu đô la, Bắc Kinh gần đây còn tăng cường viện trợ quân sự cho Phnom Penh với các thỏa thuận mua sắm vũ khí, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo huấn luyện có giá trị lớn. Đáp lại sự ủng hộ tận tình của Bắc Kinh, Campuchia dưới quyền Hun Sen ngày càng trở thành nước chư hầu của Trung Quốc. Chính phủ Campuchia đã giải tỏa hàng chục ngàn hộ gia đình người Campuchia cho các dự án mà Trung Quốc tài trợ. Quá đáng nhất
là trong một thỏa thuận vi phạm luật pháp quốc gia Campuchia. Chính phủ đã bí mật nhận nhượng cho một công ty Trung Quốc hơn 20% dải bờ biển của Campuchia. Vậy nên cũng không khó hiểu khi hồi tháng 7, Campuchia cũng đã đứng về phía Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45. Những khoản viện trợ cũng như xây dựng quân đội từ Trung Quốc dành cho Campuchia làm cho không ít người hoài nghi cũng như nhớ về một nỗi ám ảnh của lịch sử, một chế độ diệt chủng mang tên Khmer Đỏ. Sau hàng loạt sự phản đối và chống lại ASEAN của ông Hun Sen, Trung Quốc liền có lời khen ngợi và đánh giá cao những nỗ lực của Campuchia trong việc hạn chế các cuộc thảo luận của ASEAN về tranh chấp Biển Đông. Bắc Kinh cho rằng nỗ lực này của Campuchia là bảo vệ sự đoàn kết trong khối ASEAN. Quả thật là kẻ tung người hứng. Bất chấp việc ngày 22 tháng 1 năm 2013, Philippines đệ đơn lên PCA. Kiện Trung Quốc phải giải thích về đường lưỡi bò có hay không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Nhiều chuyên gia tin rằng phán quyết của PCA sẽ tạo bất lợi cho phía Trung Quốc. Bắc Kinh cũng có thể dự đoán trước kết quả vì họ không thể nào có đủ bằng chứng về chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vậy nên Trung Quốc đã chơi bài lầy khi mà luôn khăng khăng sẽ không chấp nhận và không tôn trọng phán quyết của PCA. Dù cho Trung Quốc là một thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển từ năm 1996, họ cũng to tiếng rằng sẽ không loại trừ việc rút khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 nếu phán quyết của PCA là trái với nền tảng vị thế của Bắc Kinh. Ngay sau khi có phán quyết của tòa, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 20 tháng 6 cũng lấy lòng Trung Quốc ngay lập tức khi tuyên bố nước này không ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài. Đây không phải là vấn đề pháp lý, nó hoàn toàn mang động cơ chính trị. Tôi sẽ không hỗ trợ bất kỳ phán quyết nào của tòa án. Rõ ràng là ứng xử và thái độ của Campuchia cũng đang là đối đầu trực tiếp với các nước khối ASEAN. Một mình họ ngả theo Trung Quốc, tự biến mình thành quân cờ của Bắc Kinh. Việc này đã làm một số quốc gia trong khu vực đứng ngồi không yên. Truyền thông Philippines có bài viết, ASEAN cần có thái độ nghiêm khắc với Campuchia, khi nước này bất chấp nguy cơ hủy hoại đoàn kết nội khối để đưa ra tuyên bố trái ngược với quan điểm chung của ASEAN về vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Không chỉ của báo giới Philippines, tờ Hoa Nam Buổi Sáng của Hồng Kông cũng cho rằng Trung Quốc và Campuchia đang chơi trò tung hứng với ASEAN trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền với 80% diện tích Biển Đông thông qua yêu sách đường chín đoạn hay là đường lưỡi bò. Nước này cũng liên tục bồi lấp, xây dựng trái phép các cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo và âm mưu quân sự hóa Biển Đông. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền phi pháp với hầu hết diện tích Biển Đông. Bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế, nước này ồ ạt bồi đắp, cải tạo 7 bãi đá tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, biến chúng thành đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở phi pháp trên đó. Bắc Kinh từ đầu năm nay còn lộ rõ ý đồ quân sự hóa khi bố trí hệ thống tên lửa, radar và chiến đấu cơ tại Biển Đông. Trong đánh ra ngoài đánh vào, Campuchia ngày càng trở nên thân Trung Quốc và chống đối ASEAN ra mặt. Việc này đã gây mất sự bình ổn và hòa bình khu vực. Kham cũng nên nhớ rằng nhờ ai mà họ được phép gia nhập ASEAN. Tiền viện trợ và súng ống quan trọng thật đấy, thế nhưng không nên quên đi những ân tình và sự trợ giúp năm xưa. Ông Hun Sen chắc chắn là người nhớ rõ nhất và ông ta cũng biết đâu là giới hạn của mình. Và video của Ước Thời Chiến đến đây là kết thúc. Nếu nó hay và bổ ích, mời anh em hãy bấm like và chuông để ủng hộ cho kênh. Hồi Ước Thời Chiến xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.